gia để coi bản thân tôi có thay đổi được như bây giờ hay không. Tôi tên Yến, hiện tại tôi là kinh doanh bên ngành vận tải. Tôi đến với câu lạc bộ Cali này được là 2 năm và tôi là người ở Nha Trang. Trước khi tôi đến với Cali á, tôi là người rất là, nói chung là mập. Bao nhiêu lần tôi thay đổi về bản thân nhưng mà chưa được, uống thuốc giảm cân, rồi nhịn ăn. Nói chung là cũng có tập các câu lạc bộ khác nhưng mà tôi cảm thấy là nó không thay đổi được bản thân. Có những lúc mệt lắm hết chứ, cãi nhau với PT luôn á, chửi nhau cãi nhau vậy ta không tập được nữa, không làm nữa. Là khi mà mình đưa ra những cái bài tập quá nặng, chị về chị nằm mơ, chị ngủ mơ chị vẫn thấy những cái bài tập đó và chị luôn luôn sợ. Rồi cuối cùng là nó cũng qua được hết trong vòng 8 tuần. PT đã đưa ra những cái chế độ ăn hàng ngày của tôi và nói chung là thay đổi hoàn toàn. Cứ mỗi lần mà tôi muốn bỏ nửa chừng á, là cứ PT cứ nói là cố lên chị, cố gắng lên chị, vượt qua chính mình chị. Tất cả là nhờ PT chứ không là tôi không làm được điều này. Lúc nào cũng có PT bên cạnh nhắc nhở và đưa mình vượt qua được những cái lúc mình khó khăn và nản chí. Những người mà theo dõi mình những ngày trong 2 tháng mình tập á, họ hoàn toàn bất ngờ. Ông xã mình lúc đầu cũng phản đối lắm, thấy là sao cứ tập mà cứ sợ mình bệnh hoạn đồ này nọ đó. Nhưng mà khi mà ổng thấy mình thay đổi thì ổng cũng cố gắng và hàng ngày cứ nhắc nhở là cố gắng đi tập để con người mình khỏe hơn, càng ngày càng đẹp hơn nữa mà. Chị là một trong những là hội viên mà tham gắn kết với mình thì có những thành tích rất là tốt. Chị luôn quyết tâm để mình chiến thắng được cái bản thân của chị. Cuộc sống nó lành mạnh và cứ hàng ngày cứ thích đi đến đây để tập luyện. Nó làm cho con người mình khỏe thêm nhiều, đam mê nữa.